Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình thời sự Hoa Kỳ ngày 2 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Khu vực San Diego mất kiểm soát, người nhập cư bất hợp pháp đến từ Jordan, Trung Quốc và Ấn Độ ông dân chủ người Mỹ gốc Việt bị vật trần nói dối như vẹm Đảng Cánh Hữu tuyên bố chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử cấp bang của Đức. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Joe Biden và nước Mỹ của Kamala Harris đang phải gồng mình trước thảm họa. Khu vực San Diego ở biên giới phía Nam đã chứng kiến nhiều người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đặc biệt là kể từ khi Texas hành động theo chiến dịch Lone Star để bảo vệ phần đất của họ. Chỉ riêng trong một ngày thứ Sáu tuần trước, khu vực San Diego đã có 27 người nhập cư bất hợp pháp từ Jordan và 23 người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc bị biên phòng phát hiện. Ngoài ra, một ngày trước đó, biên phòng đã phát hiện 94 người nhập cư bất hợp pháp từ Ấn Độ và 35 người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc. Những số liệu thống kê này cho thấy chế độ Biden-Harris vẫn đang chào đón họ từ khắp nơi trên thế giới. Động lực ở California thậm chí còn lớn hơn khi xét đến các chính sách cực tả thân thiện với người nhập cư bất hợp pháp hơn là với công dân của họ. Tuần qua, các thượng nghị sĩ tiểu bang California đã bỏ phiếu cho phép người nhập cư bất hợp pháp vay mua nhà trị giá 150.000 đô la mà không tính lãi. Tổng thống Donald Trump luôn nhất quán với vấn đề an ninh biên giới bằng cam kết rộng tay chào đón người nhập cư hợp pháp, nhưng gây gắt trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và mở rộng bức tường biên giới. Tuy nhiên, 3 năm rưỡi qua, nhìn vào các chính sách biên giới cấp tiến của sa hoàng biên giới Kamala Harris, người chịu trách nhiệm chính về biên giới, chúng ta có thể nhanh chóng nhận ra rằng bà muốn mở cửa biên giới và ân xá cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, sau đó hợp thức hóa họ ở nhiều tiểu bang, Tuy nhiên, hãy chờ đã. Đây là năm bầu cử, nên giờ phó tổng thống đang bao biện cho những hành động trước đó của bà ta. Lúc này đây, bà ta đang nói như thể bà muốn bảo vệ biên giới. Kamala lật lộng sẽ nói bất cứ điều gì để giúp chiến dịch của bà. Sự thật là Kamala Harris đã được chính quyền Biden giao nhiệm vụ làm sao khoảng biên giới suốt hơn 4 năm qua. Báo chí đã cố gắng xóa bỏ tuyên bố đó. Chúng ta hãy xem xét sự bất nhất đó. Sau khi Biden bị buộc phải rời khỏi cuộc đua tổng thống, họ đã nhanh chóng thay đổi giọng điệu. Ông dân chủ người Mỹ gốc Việt bị vạch trần nói dối như vẹm. Quý vị thân mến, Derek Trần, 43 tuổi, là một trong những gương mặt mới của đảng dân chủ chưa được bầu, đang tranh cử ghế Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát mà giới truyền thông thích tiêu tin trong mỗi chu kỳ bầu cử. Theo tờ New York Post thân bốc, lần này ông Trần, người tìm cách lật đổ dân biểu đảng Cộng hòa Michael Steele tại quận quốc hội số 45 của California, được coi là ứng cử viên duy nhất nói tiếng Việt lưu loát. Đây không phải là vấn đề nhỏ trong một quận trải dài từ Los Angeles đến quận Cam và nơi mà nhóm dân số lớn nhất là người gốc Á, chiếm hơn 37% dân số. Tiếng Việt cũng là ngôn ngữ được nói nhiều thứ ba trong hộ gia đình tại quận này. Vào thứ Sáu, ông Trần tiếp tục nhận được một bài viết khen ngợi trên tờ Los Angeles Times. Lưu ý rằng khu vực này có cộng đồng người gốc Việt lớn nhất nước Mỹ. Những người theo đảng dân chủ hy vọng ông Trần có thể đảo ngược xu hướng đó để đánh bại dân biểu Cộng hòa Michael Steele, 69 tuổi, một nhà gây quỹ đáng gờm có mối quan hệ sâu sắc với đảng Cộng hòa Quận Cam. Tuy nhiên, sau khi cuộc điều tra phát hiện ra tuyên bố của đảng viên dân chủ cực đoan Derek Trần rằng tôi là ứng cử viên duy nhất nói tiếng Việt lưu loát là sai sự thật. Hôm nay, ông Trần đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Los Angeles Times rằng anh ta đã nói dối về việc mình nói thông thạo tiếng Việt. Ông Trần cho biết tiếng Việt là ngôn ngữ đầu tiên của anh, nhưng anh đã mất đi khả năng nói lưu loát khi còn nhỏ. Anh hiểu hầu hết những gì người ta nói với anh. Anh nói, nhưng sử dụng một người phiên dịch vì tôi không muốn bất kỳ thông điệp nào của mình bị lạc khỏi tiếng Việt không chuẩn của tôi. Lời thú nhận của ông Trần có lẽ làm bẻ mặt Ủy ban vận động tranh cử Quốc hội của Đảng Dân chủ, nơi đã bảo vệ khả năng nói trôi chảy của Trần vào tối qua trên tờ New York Post. DCCC đã hướng dẫn The Post đến các cuộc phỏng vấn khác, trong đó Trần nói bằng tiếng Việt, ngập ngừng và xen kẽ các từ và cụm từ tiếng Anh. Một lần xuất hiện khác cho thấy anh ta đang đọc một bài phát biểu bằng tiếng Việt trên một tờ giấy, rồi đọc lại phát biểu đó bằng tiếng Anh. Người phát ngôn của NRCC Ben Peterson cho hay, chiến dịch của Derek Trần là một ngôi nhà bài đang sụp đổ vì sức nặng của lời nói dối của anh ta. Cho lừa đảo của ông Trần chứng minh rằng, anh ta và những người dân chủ cực đoan ở DC sẽ nói bất cứ điều gì để đánh lừa cử tri. Quận Cam xứng đáng được tốt hơn. Chưa hết, Derek Trần giả mạo một lần nữa cố gắng xóa lý lịch của mình, che giấu quan điểm cánh tả nguy hiểm khỏi cử tri. Anh ta đã xóa sự chứng thực của Moon.org, trang web bà đăng về một khẩu súng chỉ vào Steel, kiểm tra tiểu sự khác nhau trong cuộc thăm dò, không tiết lộ bản ghi nhớ thăm dò đầy đủ của mình. Trần còn che giấu cử tri điều gì nữa? Trần giả mạo lại tiếp tục hành động, cố gắng xóa bỏ quá khứ và che giấu quan điểm cánh tả nguy hiểm của mình khỏi cử tri và giờ đây đặt ra câu hỏi về những điều khác mà ông ta đang cố gắng che giấu khỏi cử tri. Kính thưa quý vị, ví dụ trong tuần này là sự chứng thực của ông từ tổ chức cấp tiến Moon.org, muốn cắt giảm ngân sách cảnh sát, ngân sách ICE và mở cửa biên giới. Trần rất tự hào về sự chứng thực này, đến mức ông đã cung cấp cho họ một câu trích dẫn và thậm chí còn đăng lại sự chứng thực của họ từ tài khoản chiến dịch X của ông. Thật kỳ lạ, sau khi chiến dịch thép cùng với NRCC nêu bật sự ủng hộ đầy tự hào của mình ông Trần đã xóa bài đăng lại trên X của mình. Đây là một hành động đáng lo ngại khi ông Trần cố gắng không chỉ che giấu quá khứ của mình với cử tri, mà còn cố gắng lừa dối giới truyền thông bằng cách không tiết lộ toàn bộ bản ghi nhớ thăm dò cho thấy Trump đang dẫn đầu ở quận này. Derek Trần đã xóa trang web của công ty luật của mình để chứng minh anh là một luật sư xét xử. Đã xóa, nhưng từ chối xin lỗi vì bài đăng có hình ảnh khẩu súng chỉ vào đầu Michael Steele lừa dối phương tiện truyền thông bằng cách công bố cuộc thăm dò giả mạo không bao gồm thông tin Trump đang dẫn đầu ở State 45, đăng lại rồi xóa lời chứng thực của mình từ tổ chức cấp tiến moan org Direct là một kẻ giả tạo và dối trá, nhưng dù có xóa bài hay là xóa sạch các trang web bao nhiêu lần cũng không thay đổi được sự thật. Rằng ông ta là một kẻ cực đoan, đang liên kết với các chính sách cực tả nguy hiểm như các giảm ngân sách cho cảnh sát, các giảm ngân sách cho ICE và giữ cho biên giới phía Nam của chúng ta luôn mở rộng. Người phát ngôn của ông Michael Steele, Lansdy Rover cho biết, tất cả những điều này đặt ra câu hỏi rằng, Trần còn che giấu điều gì nữa với các gia đình ở Nam California? Đảng Cánh Hữu tuyên bố chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử cấp bang của Đức Kính thưa quý vị, đảng con đường khác cho đất nước Đức AFD dường như đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang lần đầu tiên, kể từ khi đảng Cánh Hữu này được thành lập vào năm 2013. Theo kết quả sơ bộ chính thức, AfD đã giành được 32,8% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp vào Chủ nhật tại tiểu bang Thuringia, miền đông của nước Đức. Đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ CDU dự kiến sẽ đứng thứ hai với 23,6% số phiếu bầu. Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sâu khi họ rời hòm phiếu, hai đảng này cũng bám sát nhau ở tiểu bang Lân cận Saxony với CDU và AfD lần lượt giành được 32% và 31,5% số phiếu bầu. Không có đảng nào trong Liên minh Đèn Giao thông cầm quyền của Đức, đảng Dân chủ xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz, đảng Dân chủ tự do FDP và đảng xanh có thể lọt vào top 3 ở cả hai tiểu bang Thuringia và Saxony. Vị trí thứ ba ở Thuringia và Saxony thuộc về đảng cánh tả mới thành lập Sarah Wackenkast, BSW. Mặc dù ở hai phía đối lập của quan phổ chính trị, nhưng cả BSW và AFD đều kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn đối với vấn đề nhập cư và chấm dứt sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine trong bối cảnh chiến tranh với Nga. Đồng lãnh đạo AFD bà Alice Weidel cho biết, đảng đã đạt được thành công lịch sử trong cuộc bầu cử ở Thuringia và Saxony. Hai tiểu bang này có khoảng 1,7 và 3,3 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD, bà Alice Weidel gọi kết quả dự kiến là lễ cầu siêu cho liên minh của Thủ tướng Stoll và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử tại Đức. Đồng lãnh đạo khác của AFD, ông Tino Chupala nói rằng, Người dân ở cả hai tiểu bang đã nói rõ rằng cần phải có sự thay đổi về chính trị. AFD sẵn sàng và mong muốn đối thoại với tất cả các đảng. Tuy nhiên, AFD khó có thể thành lập chính quyền khu vực ở bất kỳ tiểu bang nào vì các đối thủ chính trị của họ từ chối hợp tác. Một đảng cực đoan cánh hữu công khai đã trở thành lực lượng mạnh nhất trong quốc hội tiểu bang lần đầu tiên kể từ năm 1949, và điều đó khiến cho nhiều người vô cùng lo lắng và sợ hãi. Đồng lãnh đạo đảng xanh, ông Omis Noripolis tuyên bố, Tổng thư ký quốc gia của CDU, ông Christian Lindemann cho biết, các cử tri ở cả hai tiểu bang đều biết rằng chúng tôi sẽ không thành lập liên minh với AFD và sẽ vẫn như vậy. Bà Alice Weidel của AFD gọi lập trường nêu trên của CDU là hoàn toàn thiếu hiểu biết. Cuối cùng, Emily và Cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV Epoch Time. Hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh. Chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung, nhanh, trung thực và chính xác nhất một lần nữa emily xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp